Xin chào tất cả các bạn đến với video trên kênh YouTube HTPro189. Và cái video này thì mình tiếp tục nói đến cái mạch inverter. Và cái mạch này mình đã vừa cung cấp một cái số lượng khá lớn cho rất là nhiều người. Ở đây thì video này mình làm hướng dẫn cho các bạn có thể kết nối, chúng ta có thể kết hợp hai mạch này chạy song song cùng một lúc để tạo ra được một cái công suất gấp đôi so với một mạch. Ở đây nó sử dụng chúng ta sử dụng như thế này thì có nghĩa nó là sử dụng bằng 8 MOSFET, hai bình áp xung và hai IC điều xung riêng cho hai cái mạch công suất. Và với cái như thế này thì mình sửa đồ điện tử nên mình thấy một số những cái mạch nó ghép nhiều cái mạch nhỏ lại với nhau. Mình không nói là mạch mà ví dụ như là nhiều linh kiện nhỏ lại với nhau thay vì một con linh kiện lớn. Và mình cũng chưa hiểu rõ lắm về cái vấn đề này là cái nào tốt hơn cái nào. Nhưng mình nghĩ rằng là nhà sản xuất họ đã tính toán kỹ lưỡng họ mới dùng như vậy. Cũng có thể một phần là cho nó gọn hơn, dễ bố trí hơn. Nhưng cũng có thể là nó có thể chịu được cái tải nặng tốt hơn. Đấy là cái mà cần phải nghiên cứu thêm. Và mình ở đây thì mình chỉ làm theo như những cái mà người ta đã tính toán trước rồi. Có nghĩa là kết hợp hai cái mạch nhỏ để tạo thành một mạch lớn. Và ở đây thì mình đang sử dụng hai cái mạch như vậy. Trước khi mình thử cho các bạn xem thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách đấu nối của hai cái mạch điện như thế này. Những cái mạch này thì ở những video trước thì mình đã chỉ cho các bạn cách đấu cho nó chạy. Có nghĩa là chân 10 IC KA3525 sẽ được lối xuống mát ở đây, chính là chân này. Ở video trước thì mình chỉ rõ hơn nhé, còn video này thì các bạn có thể tham khảo. Tiếp đến là cấp dương nguồn 12V sang chân 13-15 của IC KA3525. Như vậy là cái mạch điện này nó đã chạy được. Đó. Còn ghép lối song song như thế này thì nó ghép như thế nào? Thì các bạn chỉ việc lối đây, mình sẽ chỉ thực tế trên hai cái bo mạch này. Đây, điểm này mình ở video trước, nếu như bạn nào mà chưa biết cách đấu thì các bạn có thể xem ở video trước mình chỉ rõ hơn. Còn ở đây thì các bạn xem trên cái video này có thể nó chưa được rõ cho lắm. Đây, điểm này sẽ nối sang với cái điểm này, nối thẳng sang nhau. Và một cái điểm này chính là cái điểm dương nguồn này. Đây, nếu như không có cái bo bên này thì đây nó vẫn như là bo lần trước nhé, một bo nhé. Thì chúng ta cứ bấm cái thì là cái mạch công suất này nó sẽ chạy. Bấm cái nó sẽ chạy. Và lần này thì chúng ta làm hai mạch thì chúng ta sẽ câu một cái dây từ cái bên này sang bên này, điểm này. Hai điểm như này thì nó chính là hai điểm giống nhau này, chúng ta sẽ câu sang. Vì vậy mà chúng ta sẽ bóp ở đây, hai cái dây này, hai dây bóp này. Khi bóp thì đồng thời nó sẽ cấp điện dương 12V cho cả hai con IC KA3525 này hoạt động và tạo ra cái xung ngắt mở để làm cho cái biến áp này nó xuất ra được cái điện áp. Tiếp đến là cái mạch đầu ra thì các bạn nghĩ rằng là sẽ đấu như thế nào? Ở đây mình sử dụng mỗi một mạch là hai tụ. Cũng giống như ở cái các cái mạch ở video trước thì mình đã cũng dùng hai tụ, nhưng mà lần này khác đó là mình không nhân áp. Vì mình đã có hai cái biến thế này, có nghĩa là có hai cái điện áp giống nhau rồi. Mình sẽ nối tiếp qua. Ở đây sử dụng tụ này chính là để tăng cái số mi lên, nọc nguồn lên của một mạch. Vì hai cái mạch này nó là mạch công suất lớn và chúng ta chỉ sử dụng cho những cái mục đích yêu cầu, ví dụ như về máy cá thì yêu cầu đánh sâu và đánh sông. Đây là mình làm theo yêu cầu của khách hàng nên mình làm như vậy, lắp tụ và song song nhau để tăng kỹ số. Bên này cũng vậy, y xì nhau, nhưng điện áp đầu ra của mạch này sẽ được nối tiếp qua mạch này. Các bạn hình dung là cái điện áp nối tiếp nhau chưa? Ví dụ như hai bình ắc quy. Đây là bình ắc quy 1, đây bình ắc quy 2. Thì dương của bình ắc quy 1 sẽ được nối với âm của bình ắc quy 2. Và cái điện áp lấy ra chính là âm của ắc quy 1, chính là âm nguồn ra.
Và dương của ắc quy 2 chính là dương nguồn ra. Đó thì âm này và dương này nó sẽ bằng tổng điện áp của hai cái mạch này cộng lại với nhau. Đấy chính là cái mạch mà lối tiếp điện áp. Chính là mạch lối tiếp điện áp. Đó, mình sẽ không nhân áp mà mình vẫn được cái điện áp khoảng gần 400 V DC. Điện áp này là tương đối tốt rồi. Đấy là mình nói sơ bộ về cái cách đấu lối này, nó khá là đơn giản, không có gì phức tạp. Điện áp dương 12 V, chúng ta sẽ lối chung với nhau. Hai dây đỏ này là dương của hai mạch, hai dây trắng này là âm của hai mạch. Và đây mình lối lại sẽ thành hai cái dây như này. Âm 12 V, âm vào bình ắc quy, dương vào bình ắc quy. Đó. Bây giờ thì mình sẽ thử. Ở đây thì mình sẽ thử với cái bóng 200 W sợi đốt trước. Và các bạn lưu ý rằng là đấu nối tiếp như vậy thì các bạn phải lấy âm bên này và dương bên này nhé. Vì dương bên này nối với âm bên này rồi, cái dây này chính là cái điểm giữa. Nó giống như là tụ lọc nguồn của âm ly vậy. Nó cũng gần như tương tự như vậy. Chính vì vậy chúng ta sẽ lấy âm bên này và dương bên này làm điện áp ra, nó sẽ được bằng hai lần điện áp của mỗi bo. Rồi. Rất là sáng. Đó, sáng trắng. Và bây giờ thì mình sẽ thử với cái bóng 900 W sợi đốt. Với cái bóng 900 W sợi đốt này mà khi mà chúng ta lắp một mạch công suất mà đã có bơm xung thì thắp một cái bóng 900 W sợi đốt này nó không có cái gì là khó khăn, vẫn là bình thường. Thậm chí là ở video trước mình đã thử cái kích cá lắp tới hai cái bóng 900 W này. Nó vẫn sáng. Nhưng nếu như không có bơm xung thì một cái bóng này thôi, các bạn đã nhân áp rồi, một bóng này thôi cũng khó sáng. Ở đây thì mình sẽ thử hai cái mạch này xem nó ra sao. Mình sẽ cấp điện này, bóp này. Đó. Bóng 900 W sáng trắng luôn. Sáng trắng chứ không phải là sáng đỏ. Như vậy công suất này rất là lớn. Công suất rất là lớn. Và với cái mạch này thì mình làm cho các bạn có thể tham khảo những bạn mà yêu thích công suất lớn hoặc chúng ta có thể sử dụng vào việc gì đó. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn đó là ghép lối hai cái mạch nhỏ lại với nhau để tạo ra được một cái công suất lớn hơn gấp đôi so với một mạch như thế này. Đây thì mình chạm vô tình nó chạm vào cái ắc quy nên nó tuyến lửa. Không sao. Đó. Tụ lọc nguồn. Và mỗi một mạch này là không nhân áp. Đối với một mạch thì chúng ta bắt buộc phải nhân áp rồi thì nó mới được cái điện áp ra cao khoảng chừng gần 400 VDC. Và đây thì mình không cần nhân áp, hai mạch này không cần nhân áp. Mà nó sẽ nối tiếp nhau thì nó cũng sẽ ra được cái điện áp như vậy, có nghĩa là khoảng gần 400 VDC. Và cái điện áp này khá là tốt rồi. Khá là tốt khi mà sử dụng vào kích cá. Đó. Và cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn cái sự quan tâm của mọi người qua các video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.